Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ở xóm mình tập trung làm món bánh canh chả với lại thịt heo ba gọi. Cái này là món đặc sản của người Quế nha mọi người. Bánh canh bột mì. Đây là mọi người nguyên liệu chế biến món bánh canh đặc sản của xứ sở Quế nha mọi người. Đây là bột mì nè. Đó. Cô Quế sao có ba nội có sườn ngon dữ hả? Bộ hả má? Không mày có cái da bự á, chị Sương có thịt ba gọi. Chả cá rồi củ cái đỏ này cái gì tỏi củ hành giờ là anh Thủy đang ốp thịt ba gọi nha mọi người. Thịt ba gọi này ốp còn có là súp cà no, bột ngọt, đường, tỏi, tỏi với hành, củ hành thơm. Thơm quá, thơm quá. Thơm mùi tỏi quá. Thơm hay. Thơm. Đây bây giờ chuẩn bị mình đổ thịt ba gọi vô nha mọi người. Nó cháy nó khét. Quá thơm rồi, quá thơm. Cháy là nó khét. Mấy người ngồi xung quanh đây mà nghe mùi á nó mùi bột bột luôn. Wow, bây giờ thịt xào đã chín thơm rồi, giờ tới công đoạn bỏ củ cải cà gót đỏ vô. Quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Đó, để sát gì là nó thấy cái gõ nét của nó. Cắt cái cành. Với lại cắt cái nào? Nó bằng nữa. Ông đổ nước bằng nữa. Chị yêu ơi. Bây giờ là tới công đoạn chuẩn bị nấu nước. Chạy hả? Nấu nước lèo. Nấu nước làm bánh canh. Buông buông ra cho nó lắc rồi. Tự nhiên cái nồi này lắc chút xíu à. Tự nhiên cái nồi mình bỏ trong bếp mà nó lắc luôn nè mọi người, ngộ mọi người. Trời trời nè, tự động lắc luôn nè mọi người. Làm như có ma trời. Ghê. 120 lên. Giờ tới giai đoạn lọc trứng nha mọi người. Trứng này mới hay sao mà lọc. Đây là trứng gà. Cái gà này hồi mình bỏ vô nồi bánh canh luôn nha mọi người. Chứ để mình là mình nấu với trứng cút á, mà giờ trứng cút mua không có thì có trứng gà thì mình nấu trứng gà ăn nha mọi người. Giờ bỏ trái cá nha mọi người. Quá ngon luôn, quá ngon luôn. Ủa múc ra làm chi vậy ta? Múc ra đừng bỏ bột vô chứ không nó tràn. Bỏ bánh canh á. Nó nước nhiều quá phải không? Nhiều quá, nước nó nhiều. Viết về nhà tầm nó có nồi nhỏ quá. Tô đi. Nhưng mà không ăn. Đó cứ mê chơi á. Rồi, giờ tới giai đoạn bỏ bột vô. Bỏ thơ bột vô, đưa thơ bột kìa, đưa thơ bột Vy Lan kìa. Lại. Bữa nay anh thích gì đó, trời ơi, hai con mắt anh xỉu. Nó đen cũng có bệnh.
Bây giờ là nồi bánh canh chín rồi mọi người ơi. Bây giờ là chuẩn bị là múc ra nè, mỗi người một tô ăn nè. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh canh với những chị em ở xóm mình chơi vui nha. Quá là hấp dẫn luôn, quá là hấp dẫn luôn. Múc ra mỗi người một tô nha cả nhà. Người nào có con nhỏ thì đem về cho mấy đứa trẻ nhỏ ở nhà ăn. Ăn đi nè. Lúc đẩy đồ cho nó. Giờ cho Subin ăn nè. Đó, Subin gan đi con. Gan đi Subin. Subin. Giơ tay chào cái coi. Đây nước bánh canh nè, dẻo dẻo đặc đặc ngon, béo béo thơm thơm, vừa ăn luôn, quá ngon luôn. Rồi cho cá này, biến cho biến tỉnh, cho cá dai ngon, cho cá nè, xương heo nè, mọc nè, trứng nè, đầy đủ. Đang thấy nè. Cục thịt mỡ. Dạ tới anh thấy review nè. Review đi. Bánh canh nè. Trứng nè. Cà cá nè. Sườn heo nè. Thịt nạc nè. Mỡ nè. Diễn đủ đầy đủ hết. Tiêu nè, hành nè. Cho thêm miếng ớt ăn với cà canh. Chuẩn bị Huế. Cho mình chỉ miếng tiêu đi. Miếng tiêu lắm, mẹ nội là miếng nhà chó, cà cá, canh. Chắc là 2 tô à. Mình thấy em Sương này review tới bánh canh nè. Đây tô bánh canh của mình đây nha các bạn. Mình chỉ ăn chả cá thôi. Này các bạn miếng chả cá nè. Nước nó ngọt. Chả cá kia. Ừ. Chả cá nó dai. Ngon thiệt luôn á. Nó bét được chưa? Nước nó keo keo á. Cái sạch chật. Cái chuyện lửa nước kia luôn em. Ngon. Rồi còn cái bột này. Để lửa vô nóng không? Chứ là để cái nước này vô nóng. Cả nhà yêu mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Cả nhà nhớ like và ấn chuông đăng ký hoặc chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.